ấn à, gì nhỉ? Ấn à, nhạc đi. Like chưa? Like gì đó. Ủa? Sao vậy? Không phải á. À, vâng, từ từ mọi người mới vào. À, ừ. Không, chị thấy tự nhiên mọi khi mới bắt đầu like là không, lúc nào cũng từ từ mới vào mà. Em còn đi giày các kiểu. Nhưng mà mọi hôm mà toàn ấn like trước xem mới vào. Hello everybody. Áo này về hàng rồi nha mọi người ơi, về rồi thì Linh mới mặc nhá. Hello, hello everybody. Mọi người ơi, trên mà, à, mà trên 400 view bắt đầu bán hàng nha. Trên 400 view bắt đầu bán hàng nhá. Từ từ nhỉ? À, mình đang bật nhạc. Mọi người ơi, áo này hôm nay về nha mọi người, siêu hot, giá vẫn siêu yêu. Nhưng mà trên 400 view mới bắt đầu bán hàng. Mọi người ơi, ai thích kiểm tra đơn hàng ấy? À nhầm nhầm. Ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh theo cú pháp kiểm tra đơn hàng kèm hiện tại nha mọi người ơi. Em cảm ơn bác Úc hơn nha. Hello mọi người, hello bác Trần Thu Hường, hello bác Thu Hiền này, hello bác Quỳnh Ruby này. Hello tất cả mọi người nha. À ok, bây giờ là 451 view rồi. Ok, Linh sẽ lên ma áo và giá áo luôn nhá. Mọi người, đây là K1 nhá. Đây là K1 và giá bán của nó tại livestream là 249k nha mọi người ơi. 249 nhá. Mẫu này siêu xinh luôn. Sale từ 380 xuống còn 2 à đâu. Sale từ bao nhiêu ấy nhỉ? Xuống còn 249. 380 còn 249 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại. Đây là K1 nha mọi người ơi, cái phần sơ mi trắng này này, cái phần vải sơ mi này này, nó là cái vải sơ mi đũi hàn, à sorry, chất sơ mi thô hàn ấy. Ôi, cái thề luôn, em thề luôn, cái vải đẹp dã man luôn ý. Mọi người, quyền lợi của khách hàng nhà Sichat nhá, là luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, nên là nếu mà hàng xấu mọi người không nhận luôn cho Linh nhá. Mọi người, đây là K1 nhá. Đây là K1, ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại. Và mọi người ơi, vẫn như thường lệ thôi, đó chính là Linh chốt đơn bằng hệ thống. Nên là khách hàng phải đủ tương tác với em thì mới được chốt đơn nhé mọi người. Là mọi người tự chốt đơn cho mọi người và tự chốt đơn bằng cách nào ạ? Mọi người hãy tự chia sẻ 3 lần để chốt đơn cho mình nhé. Comment cho em theo cú pháp là mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần là đơn hàng của mọi người sẽ tự động được chốt. Mọi người không cần phải hỏi Linh là Linh ơi đơn hàng của chị đã được chốt chưa mà không thấy em đọc. Bởi vì Linh đọc hay không ấy ạ, nó không liên quan đến vấn đề mọi người được chốt đơn hay không, mà mọi người là người tự chốt đơn cho mình nhá, bằng 3 lần chia sẻ nha mọi người ơi. Áo này của Linh có đủ size SML nhá, cân nặng tối đa vừa. Cái áo này của Linh có thể là 67, 68 kg vẫn là vừa. Mà Linh là 47 kg đang mặc size nha mọi người ơi. Cứ auto dưới 68 kg là vừa nhá. Nên là mọi người ơi, ai thích mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại. Còn size số mọi người có thể chốt vào ngày mai khi mà bộ phận tele sale gọi điện cho các bác để chốt đơn nhá. Đây là K1 nha mọi người. 249k Linh ghim lại mã cho mọi người nhá. Bật nhạc đi cô nương. Ờ nhỉ. Cứ trống trống từ nãy. Bác. K1 nha. Ủa rồi, nhầm. Đấy, em biết ngay mà. Mấy lần em bị ấy. Rồi. Đây nha mọi người ơi, đây là K1 nhá. Đây là K1 nhá và giá của nó là 249k nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại. Linh vừa mới ghi một cái bình luận với thông tin sản phẩm ấy. Nên là mọi người ơi, ai lấy mã này comment nhanh nhá. K1 kèm số điện thoại. Linh không có nhiều đâu mọi người, Linh chỉ chốt cho 30 người thôi. Nên là mọi người comment nhanh nhá. Size thì có thể hỏi vào ngày mai, Linh có đủ size SML. Cứ auto dưới 68kg là vừa cho Linh nhá. Linh ghim ở đây mọi người ơi, đây là K1 và 249k đủ size SML nhá mọi người. Quá là xinh luôn đúng không ạ? Mẫu này siêu hot nhà em luôn, đi về đâu hết hình đấy. Chị bao nhiêu luôn, chị léo em mà. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là comment cho mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Mọi người đừng comment là chị léo em mặc hay gì cả. Bởi vì comment thế Linh không biết đâu. Sẽ không được chốt đơn đâu, tại vì hệ thống chốt đơn tự động ấy. Không được chốt đơn đâu mọi người ạ, bởi vì hệ thống là chốt đơn tự động ấy. Nên là mọi người nhớ là phải Bác Thuyên Thủy ơi, màu đen hiện vẫn đang chưa về ạ. Về là bên em sẽ comment mã sản phẩm và số điện thoại nhé.
Em nghĩ mãi một lúc mà biết là em đang định nói gì. Mẫu này ra mua. Bác ơi, mẫu này mua online nha bác. Mẫu này mua online nha mọi người. Mẫu này không bán tại hệ thống offline nha mọi người ơi. Bình thường ý, những cái đồ màu ấy mọi người ạ là sẽ chắc không bán tại hệ thống offline đâu, bởi vì treo vào quán nó sẽ bị rối mắt, bởi vì đồ toàn màu đen thôi ạ. Nên là mọi người nếu mà ai thấy link like mẫu này thì hãy nhớ sách gọn về nhá. Đây là đủ size SML nha mọi người ơi. Ơ, có đủ size SML à? Có đủ size SML nha mọi người ơi, 68kg vô mẫu này nhá. Ai lấy mã này comment cho link là K1 kèm số điện thoại nhá. Này này, hay hôm nay em like kiểu, các bác có thích em like kiểu like kiểu bán vô hàng sale kiểu. Các bác ơi, đây là 50.000 nhá, 50.000, 50.000 một cái. Đây nha mọi người, quay đằng sau này. Chị Ninh Lan Nguyễn ơi, áo này không cần ủi đâu ạ. Còn nếu mà mình thích là lượt ý thì trước khi mặc mình cứ có thể là qua thôi. Ôi trời ơi, sao nó lại bóng vậy? Sao nhỉ? Mẫu này là mã K1 mọi người ơi. Linh có để một cái thông tin sản phẩm ghi ở dưới ấy. Mọi người chú ý cho Linh với là K1 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mỗi lượt đặt mua hàng của mọi người đều phải chia sẻ cho em 3 lần nhá. Không chia sẻ thì không chốt đơn đâu ạ. Linh sẽ kiểm tra từng lượt chia sẻ một, nên là mọi người nhớ nếu mà không phải là Linh kiểm tra mà gì ạ, mà là mọi người phải tự chia sẻ 3 lần để chốt đơn cho mọi người ấy ạ. Nếu mà mọi người không đủ tương tác ấy ạ, thì đơn của mọi người sẽ không được chốt đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trên livestream này Linh bán toàn bộ hàng với giá tương tác, nên mọi người phải tương tác với em để được mua hàng nhá. Mọi người ơi, mình thử thách Daiza vào nhá. Daiza đi nha mọi người ơi. Ai lấy Daiza comment cho Linh là Daiza kèm số điện thoại nhá. Mùi Daiza đợt này chất đều đẹp hơn cả mềm. K1 mọi người ơi, 64kg mặc thoải mái cho em nhá các bác. Đây là 249k nhá mọi người ơi, vừa lẽ là Linh trêu đấy. Vậy là Linh chỉ nói kiểu cho các bác vui một tí thôi chứ đây không phải 50k đâu. 50k mai bác thú thiết. 50k là em bị trừ luôn một tháng rồi đấy, các bác hãy thương em nhá. Đây là 249 nha mọi người ơi. Ui đẹp quá. Không biết sống sao bây giờ, tôi toàn bán đồ đẹp thôi. Đây nha mọi người ơi, đây là K1 và giá của nó sale tại livestream là 249 nhá. Linh để chốt cho 30 người đầu tiên thôi, nên là mọi người ai thấy mẫu này thì comment nhanh nhá. Bởi vì mẫu này nhà Linh ấy về đâu là hết đấy, nên là mọi người hôm nay không đặt là ngày mai không còn để mà đặt nữa đâu ạ. Daiza. Mọi người ơi, Daiza của nhà Linh là 150.000 nhá, có bán lẻ nha mọi người. Ai lấy Daiza comment cho Linh Daiza kèm số điện thoại nhá. Daiza 150 nha mọi người ơi. Em nghĩ là kiểu 150.000 ấy, xong rồi ship cũng 30.000 rồi, nên các bác nên mua kèm với sản phẩm. Đây ra 150 mọi người ơi, đây là K1 nhá. Của đen chất vải cô tông. Đây chất vải cô tông nha mọi người. Ủa chất nhà em thì nó phải thề luôn, nó là siêu đẹp luôn ý. Đây là mọi người, đây là K1 nhá. Đây là K1 và giá của nó tại livestream là 249k. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nhá. Và cái áo này không bán tại hệ thống offline mọi người ơi. Có bán tại hệ thống inbox, nhưng mà inbox gặp bác Nhi mua nguyên giá. Tao bị chửi thôi. Đây nha mọi người, còn mua trên livestream ấy ạ, là comment mã sản phẩm kèm số điện thoại tại livestream thì mọi người sẽ được mua với giá là 249k nhá. Mọi người lưu ý nhá, kể cả trong thời gian livestream mà mọi người chụp ảnh màn hình gửi vào inbox thì vẫn là nguyên giá. Cái này không kiện cáo nhưng mọi người, Linh luôn luôn nhắc rất là rõ ràng. Bởi vì tại sao mọi người đang coi livestream và mọi người lại mất công chụp ảnh màn hình gửi vào inbox, trong khi mọi người chỉ cần một mã sản phẩm và số điện thoại là mọi người có thể ngay lập tức chốt đơn trên livestream ạ. Đây, Linh bỏ đai cho mọi người xem nhá. Áo đây nha mọi người ơi, áo là K1 nhá, K1 này, 249k, 380 sale 249 tại livestream nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K1 kèm số điện thoại nhá. Có hai size SM, cân nặng tối đa vừa mã này của Linh là 68kg nha mọi người ơi. Vẫn cái quần này. Ôi, quần này Linh mặc hôm kia, hôm nay em mặc lại các bác ạ. Lại dơ lên các bác lại hỏi rồi. Hôm qua Linh mặc một cái quần cũng giống như này, nhưng mà khóa của nó là khóa ở giữa. Nó có một cái khóa này vòng từ đằng sau mông lên đằng trước. Mọi người ơi, mọi người ai thích bác Thu mà làm cái quần này thì mọi người vote nhá. Bởi vì thực ra là em thấy nhiều người hỏi mà em lại thích bán hàng. Chốt đơn trên like. Chốt đơn trên like.
qua shop lấy không được thử nha bác ơi. Chị cho make up ơi, hôm nay cực kỳ nhiều mã sale luôn, chị phải ở lại nha. Còn nhiều mã sale không Linh ơi? Chị Ngân Nga ơi, 68kg đổ lại nhá, có hai size SM đấy ạ. Các bác ơi, các bác không chốt nhanh, ngày mai không có hàng xong lại tiếc hùi hụi, lên em lại chốt nguyên giá nha các bác nhá. Quần có những size gì ạ? Cái này quần của Linh mọi người ơi, Linh chỉ bán áo thôi nha mọi người. Áo là K1 nhá. Áo là K1 và mã sản phẩm là K1. Giá bán của sản phẩm tại livestream là 249 nhá, giá niêm yết tại inbox. Được nhá, bác Tiểu Ngọc nhá. Đợi các bạn 380 nha mọi người. Đợi các bạn tên lên sale gọi chốt cho bác xong bác qua lấy nhá. Hôm nay có bán hàng mới không sốt. Rất là xinh luôn. Mọi người ơi, comment nhanh nhá. Linh sẽ để mọi người một phút cuối cùng nhá. Ở đông người xem mà có. Ờ đúng rồi mọi người ơi, bác Trần Quang hệ thống của nhà xin chắc đang báo lên là ấy ạ. Có hơn 800 người xem nhưng mà và có phải kiểu cũng gần 100 đơn hàng rồi mà mỗi người phải chia sẻ 3 lần cho Linh nhá thì mới được chốt đơn nhá mọi người. Mọi người không chia sẻ là Linh không chốt đơn đâu ạ. Em nói luôn nhấn mạnh nhá, nếu mà mọi người không chia sẻ ạ thì hôm sau hoặc là mấy ngày sau thì mọi người đừng inbox cho Linh bảo là bác ơi kiểm tra đơn hàng cho em với ạ. Em có đơn hàng như này như này như này. Nhưng mà các bác ơi, các bác không chia sẻ thì làm gì có đơn hàng nào ạ? Mọi người lưu ý nhá. Bác Trang Trang ơi, những cái đơn hàng mà bên Cchat nợ trước ấy thì hôm nay đã đổi trạng thái và ship cho các bác rồi nhá. Bác ơi, có bác Đoan Đinh Thương nào chuyển cho Linh 2 triệu không? Tôi nhìn thấy rồi. Bác ơi, mã là K1 nha, không cầu mình đúng mã. Mã là K1 nha mọi người ơi, chất là chất thô hàn nha và chất cốt tông kết hợp với nhau. Chất của cái áo này siêu đẹp luôn mọi người ạ. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Đúng rồi, hệ thống không chốt đơn chứ không phải Linh chốt ạ. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh đến cho mọi người hiểu ấy, bởi vì nhiều lúc mọi người không hiểu cho Linh là phải mọi người phải chia sẻ ạ. Thì là bởi vì Linh chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống đúng không ạ? Thì Linh chỉ bán giá tương tác cho những khách hàng nào đã đủ lượt tương tác với bếp. Bằng cách nào ạ? Bằng cách các bác phải chia sẻ cái livestream này cho em 3 lần sau mỗi lần comment đặt mua hàng nhá. Mua một sản phẩm chia sẻ 3 lần, mua hai sản phẩm chia sẻ 6 lần. Mọi người chia sẻ 3 lần là mọi người đang tự chốt đơn cho mọi người rồi đó. Mọi người không cần phải hỏi Linh là Linh ơi đã chốt đơn cho chị chưa, bởi vì cái đấy thì Linh không biết, bởi vì mọi người là tự chốt đơn cho mọi người mà. Mọi người áo của Linh đang mặc là K1 nhá. Áo của Linh đang mặc là K1 và giá của nó là 249k, giá niêm yết tại hệ thống không phải livestream là 380k nha mọi người ơi. Hãy là những người mua hàng thông thái nhá. Hãy mua hàng với giá rẻ, đặt theo cú pháp K1 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Thôi sao các bác ơi, em thương các bác nhiều nhưng mà không sao các bác ạ. Mua áo, váy, vóc rồi làm đẹp các thứ đối với con gái là đầu tư sinh lời mà các bác. Sinh lời nhiều lắm nên là các bác không phải lo về cái vấn đề đấy. Mình tiếc tiền cho gì nhưng mà riêng làm đẹp với cả sắm đồ, quần áo, váy vóc là không thể nào mà tiếc. Mất view. Ôi đấy thấy không? Rồi ơi em bị mất gần 100 view. Ôi. À, trời. Ơ? À. Mọi người ơi, mạng chỉ yếu có 5 giây thôi mà. Mọi người đây là K1 nhá. Đây là K1 và giá của nó là 249k nhá. Tại livestream thôi nha mọi người, lưu ý nhá là giá ưu đãi chỉ được bán tại livestream. Nên ai ưng bộ này rồi comment cho Linh K1 kèm số điện thoại. Mọi người hãy tự chốt đơn cho mọi người bằng cách tự chia sẻ livestream 3 lần nhá. Comment ở đây cho em theo cú pháp K1 kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần là đơn hàng mọi người lập tức được chốt. Tự được mọi người chốt lại nha mọi người. Ok, và bây giờ thì sẽ là 1 phút cuối cùng để mọi người chốt mã này nhá, bởi vì em cũng không muốn lỡ hàng nhiều quá. Đây nha mọi người, bắt đầu đếm ngược 60 giây nhá. 60 này. 60 này. Mọi người ơi, giày thì Linh không có bán sale. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Cho em xem đằng sau. Đây nha mọi người, đằng sau này. 55 này.
bông nha mọi người, nhưng mà cái quần của Linh nó mặc nó hơi dài ấy. Bác ơi, bạn ấy có nói rồi mà, nói từ 68kg trở xuống nhá, có 2 size SM ạ. 68kg trở xuống, 2 size SM nha mọi người. Mọi người chốt nhanh lên, mọi người, mọi người đừng quên số điện thoại của Linh nhá. Hãy nhớ là mã sản phẩm và số điện thoại ở trên cùng một dòng nha mọi người, bởi vì em chốt hàng hệ thống ấy ạ. Nếu như mà các bác không comment hai cái mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng thì đơn của các bác sẽ không được chốt đâu nhá. Ok, Linh bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng nhá. Linh bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng nha mọi người. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này. Ôi, chị đếm đi. 20 này, 19 này, 18 này, 17 này, 16 này. Có duy nhất màu trắng nha bác nha. Bác chốt nhanh nha, không bạn Linh đếm sắp hết rồi. Chị Vân Lê ơi, mã này là mã K1 nha. K1 kèm số điện thoại để hệ thống chốt đơn nha. Trước khi chốt thì chị chia sẻ giúp em 3 lần nha. 10 9 8 7 Chị nhìn kéo quá. 6 5 4 3 2 1 Thôi bạn Linh đi. Mọi người ơi, mẫu tiếp theo của Linh sẽ lên đây nhá. Các bác ơi, các bác chốt đơn nhớ chia sẻ nha, không lại không được chốt đơn đâu ạ. Chun gấu rú meo là mẫu nào? Lên mã đấy ạ. Em chưa biết nó là mẫu nào. Đây. Áo rúng tay lửng là mẫu nào? Mọi người ơi, Linh đã order mẫu này rồi nhá. Đúng rồi, chia sẻ mới được chốt cho mọi người. Chia sẻ là mọi người tự chốt hàng cho mọi người đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái áo này của Linh ạ là bán giá tương tác tại livestream, nên là em chỉ bán với những khách hàng đã tương tác cho em nhá. Và Linh chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống, nên là các bác phải chia sẻ livestream để tự chốt hàng cho mình nhá. Các bác comment ở đây mã sản phẩm. Vâng, các bác ở đây comment cho Linh mã sản phẩm và số điện thoại, sau đó tự chốt đơn cho mình bằng 3 lần chia sẻ nhá mọi người ơi. Áo sơ mi không nhăn các bác ơi, sơ mi là chất thô hàn không nhăn nhá. Cả nhà ơi. Cái giỏ đâu ạ? Cái giỏ đấy. Cả nhà. Ơ, đóng không chốt cái mã này nữa rồi đúng không? Các bác ơi. Bác Trâm TT ơi, bên mình mẫu mã K1 chỉ có size SM thôi nha. Cả nhà ơi, mình đóng order mã đó rồi tại vì số lượng có hạn ý. Chị Ỉn ơi, cái em này thì bên Sichat đang nợ hàng nhiều từ đợt trước ý. Thì bây giờ hôm nay đã chuyển hết tất cả các đơn mà các bác chưa nhận được rồi nhá. Cả nhà ơi, cả nhà chấm và chia sẻ cho Linh đi ạ. Chấm và chia sẻ cho Linh để Linh lên một mã rất là hot hit ạ. Mã gì đấy? Mọi người ơi, mọi người đoán hộ Linh với là cái váy của Linh đang mặc bao nhiêu tiền ạ? Ôi rồi ôi. Mọi người ơi, cái váy của Linh đang mặc, mọi người định giá xem là livestream này Linh sẽ bán nó với giá bao nhiêu ạ? Mẫu váy cực kỳ xinh luôn bác ơi. Tay voan nha mọi người. Chất này là chất mango phối voan nhá, váy hai lớp nhá. Một lớp ở trong và một lớp ở ngoài phối thêm nữa. Mọi người, đây là K2 nha, mọi người đoán thử xem là anh sẽ bán nó với giá bao nhiêu ạ. Linh sẽ không nói nha, sẽ ghi mã thôi. K1 60kg vừa thoải mái cho Linh, 68kg vẫn vừa nha. Đây nhá. K2 này. Chấm than. Cái này có sai không chị? Đúng rồi, đã có bác đoán đúng rồi, quá nhiều bác đoán đúng luôn. Đây là K2 nha mọi người, K2 299k nhá. Mọi người ơi, mẫu này tại livestream ngày hôm nay của
của Linh sẽ sale với giá là 299k nha mọi người ơi. Đây là K2 nhá, và có hai size M nhá. Cân nặng tối đa vừa mã này cho Linh là 65kg nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. 299k mẫu này nha mọi người ơi. Các bác hụt hình ơi. Rất là xinh luôn mọi người ơi, mọi người. Mọi người đi đâu mua một sản phẩm đầu hai là hàng thiết kế ạ. Hàng thiết kế by C-Chart đây nha mọi người ơi. Giá gốc của nó là 450k nha mọi người. Giá sale trên livestream chỉ còn 299k mẫu này nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại. Linh chốt cho 20 người đầu tiên nha. K3 là mẫu nào? Linh đã lên được mã K3 đâu mọi người. Đây là K2, Linh chốt đơn được đúng 2 người đầu tiên thôi nha. Bị tối rồi kìa. Hết tối rồi đúng không ạ? Mai nhuộm màu hồng nhé. Mai Linh sẽ đi nhuộm tóc hồng mọi người ơi. Tại vì cái tóc kia của em hỏng quá, chị nhìn ở ngoài chị biết rồi đấy. Mọi người ơi, đây là chất măng hồ trơn, nó chất siêu đẹp luôn ý. Mọi người không phải phờ lo về chất của nhà C-Chart. Linh bảo mọi người rồi, đó chính là quyền lợi của nhà C-Chart là gì ạ? Thứ nhất được hỗ trợ giá ship toàn quốc chỉ 30k. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá. Mọi người khi mà kiểm tra hàng ý, cảm thấy hàng không đẹp này, hay là kiểu chất lượng và mẫu mã sản phẩm không đúng những gì Linh nói ở đây, thì mọi người không nhận hàng luôn, đuổi shipper về cho em luôn nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh K2 kèm số điện thoại nhá. Tổng cả ai đấy. Hôm nay thì em đánh son hơi nhạt mọi người ạ. Mà hôm nay thì mình cứ nhận nhạt đi. Các bác ơi, K2 số lượng có hạn nha, lên inbox em chốt giá 380 đấy. Các bác chốt nhanh nha, kèm theo 3 lượt chia sẻ giúp em ạ. Mọi người hãy nhớ nhá, mỗi lượt comment đặt mua hàng của mọi người đều phải đi kèm cho Linh 3 lần chia sẻ nhá. Mọi người không chia sẻ là em không chốt được đơn cho mọi người đâu, bởi vì Linh chốt đơn bằng hệ thống ấy. Mọi người không chia sẻ thì em còn không biết là mọi người đặt hàng để chốt cơ. Đây là K2 nha mọi người ơi, đây là K2 nhá, Linh tắt tay mọi người xem nhá. Đây này, đây là K2 nhá. K2 và giá của nó tại livestream là 299k. Giá niêm yết là 450, sale còn 299 tại livestream nha mọi người ơi. Mọi người lưu ý nhá, là Linh chỉ bán giá ưu đãi, giá tương tác tại livestream nha mọi người ơi. Linh không bán giá tương tác tại bất kỳ một hệ thống nào nữa nhá. Nên là các bác hãy là những người mua hàng thông thái và chốt đơn trên livestream nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment là K2 kèm số điện thoại nhá, chốt cho đúng 20 người đầu tiên nhá. Hết 20 người thì Linh không chốt nữa đâu ạ. Linh không tìm được Facebook em là sao nhỉ? Mọi người ơi, Facebook của Linh là Trương Thùy Linh ấy. Sao mọi người không tìm được ạ? Em nghĩ là mọi người mà đánh Trương Thùy Linh ra thì em sẽ hiện lên đầu tiên luôn. Đây nha mọi người. Đấy, em để avatar thì một cô bé rất là xinh. Chị không một cười em như thế. Đây nha mọi người ơi, Facebook của Linh Linh nhá, Trương Thùy Linh. Thực ra là nếu mà không giống trong ảnh lắm ấy thì mọi người cũng không phải kiện cá gì đâu. Mọi người ơi, đây nhá. Đây là mã K2 và giá của nó tại livestream là 299 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. K2 kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn này. Mọi người, cái phần là phần cổ như này này. Đấy, và tay là tay phốn voan. Ủa, em thề luôn, cái váy này nó chất đẹp, bỏ dã man luôn. Ôi. Đúng rồi mọi người ơi, cổ trụ. Vâng, Linh họ Trương mọi người ạ. Trương. Em thấy người họ Trương tầng được cái tài đấy. 299 không kèm đai, mọi người cái đai ra để em ạ. Không đi kèm bất kỳ một sản phẩm nào cả. Mọi người nhớ nhá, là mỗi lượt comment đặt mua hàng của mọi người đây đều phải đi chia sẻ cho Linh 3 lần nhá. Mọi người không chia sẻ không chốt đơn đâu ạ. Em nghĩ ăn chưa đủ đâu. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K2 nhá. 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K2 nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết rồi. Thank you. Bác chị không mua cơm cháy cho em ạ? Hả? Bây giờ đi hả? Đi 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 này vào trước nhá, thật à? Lên sau nhá.
Ừ. Chị không mua cơm cháy cho em à? Cả nhà ơi, cả nhà chốt cả hai nhanh lên, còn số lượng còn rất là có hạn. Mọi người ơi, ai ở trên này mà gửi kết bạn cho Linh ấy thì mọi người ấn chấm vào cái sơ rút gần nhất cho Linh nhá. Bởi vì Linh không kiểu như là hôm nào cũng mở ra app tất cả mọi người ấy, nhưng mà kiểu đôi khi đọc kiểu có những cái lời mời nó bị ẩn ấy. Bởi vì hôm nào Linh nói ở đây xong thì cũng có rất là nhiều người kết bạn. Đẹp không có? Comment một lần thôi ạ, là hệ thống tự chốt nếu mọi người có chia sẻ. Có người yêu chưa Linh? Rồi em bị nhiều người yêu quá này. Size to. Mọi người ơi, size to nhất của mã này nhá. Size to nhất của mã này là 6 cân nặng tối đa 65kg vừa cho Linh nhá. Ai thích mã này comment cho Linh K2 kèm số điện thoại. Mà thôi đùa đấy, Linh qua mẫu đây. Hết hàng rồi. Cả nhà ơi, cả nhà ở lại nhá. Linh đang chuẩn bị lên một mã vô cùng là hot hit. Mã đẹp dã man luôn mọi người ạ. À. Mọi người chia sẻ sẵn 3 lần đi, lên mã này là chỉ chốt thôi, mã này thì không có nhiều đâu. Các kiểu trai một 3 lần. Sơ mờ. Cả nhà cào phím sẵn đi, bạn ý chuẩn bị lên một mã cực kỳ hot. Cả nhà chia sẻ nhá, chia sẻ sẵn, tí nữa mình chỉ việc chốt đơn thôi, mình không cần phải làm gì nhiều. Thoải mái. Đây nha mọi người ơi, K2 có mờ nha mọi người. Ôi này phải kèm cái quần của Linh vào, ôi mình mặc quần của mình còn rộng ấy. Đây nè mọi người ơi, áo ngoài này, Linh bán áo ngoài nhá. Mọi người đừng để ý cái quần ở trong nó hơi dài một tí thôi nhưng mà mọi người ơi, đây áo ngoài nhá, có phần phối tay van này và cái phần ở đây. Có thấy Nana Diễm nha bạn nha. Các bác có thể mặc cái áo nó sang cái form này. Mặc dù nó không được hợp với cái quần của Linh lắm nhưng mà thôi mọi người cố hình dung. 63kg quần vừa nhá, mẫu này dưới 68kg cho em nhá. Bởi vì em rất là lười thay quần. Đây nha mọi người, áo này. Đây thì dừng gần một chút cho mọi người nhìn phần áo thôi. Đây nè mọi người, áo nhá, rất là xinh luôn. Áo này là K3 nhá. Và giá của nó tại livestream là 220k nha mọi người ơi. Áo K3 220 nhá, mặc rất là nhiều kiểu luôn. Mọi người có thể bỏ xuông ra ấy. Đây, bỏ xuông ra, dáng áo nó sẽ như này, cái vạt này nó nhọn, dài đến tận nó gần đầu gối. Đây nè mọi người, cách mặc tiếp theo này, sơ vin cái phần này vào. Sơ vin phần này vào để cái vạt nhọn ra. Và cách mặc thứ ba này, cầm cái vạt này bắt sang bên này, tạo ra một cái form áo như này nha mọi người. Đây, và kiểu thứ tư, kiểu cuối cùng nha mọi người. Mọi người kết hợp với đai da cho Linh nhá. Mọi người khi mà kết hợp với đai da ấy, thì mọi người cầm cái này bắt sang bên này này. Thắt đai vào. Đây là K3 nha mọi người. Bác ghi bình luận. Em ghi bình luận cho các bác nha. Mọi người ơi, quần của Linh không có bán mẫu này. Chắc là hiện tại sắp tới thì sẽ có cái mẫu quần này nha mọi người ơi. Sắp tới sẽ có cái mẫu quần này nhưng mà mọi người phải đợi một xíu để bác tu sản xuất đi ạ. Bởi vì nhà em mà tự lên vải sản xuất vào đây, các bác thích cái gì là có cái đấy luôn. Rồi, cả nhà ơi, cả nhà chốt K3 đi. K3 có size không? Size SM. Có hai size SM mọi người, cân nặng tối đa là 65kg vừa cho Linh mẫu này nhá. K3 siêu đẹp luôn mọi người ạ. K1 có màu khác không ạ? K1 không, chỉ có đen trắng thôi. K1 có đen nhưng mà hết hàng rồi. Mọi người ơi, cái K3 là bởi vì là Linh không quá nhiều ấy, nên Linh chỉ đúng đây chốt là khoảng 12 phút thôi nhá. Mọi người chốt nhanh hết cỡ cho em, nên mọi người hãy nhớ là sau mỗi comment thì mọi người phải chia sẻ cái livestream này 3 lần thì mọi người mới tự chốt luôn cho mọi người được nhá. Ok, Mai Phượng này. À Mai Phương, thiếu số điện thoại của Linh rồi nhá. Bác comment lại cho em với ạ. Mọi người hãy lưu ý là mã sản phẩm và số điện thoại luôn luôn phải đi trên cùng một dòng nhá. Mọi người đang quên chia sẻ cho em rồi ạ. Rất là nhiều người đang không được chốt đơn hàng đấy ạ. Khi mà các bác không chia sẻ 3 lần sau mỗi lượt comment đặt hàng thì mọi người ơi, mọi người đừng inbox cho Linh hay đừng gọi điện cho Linh bảo là bác ơi, đơn hàng của em sao lâu nhận được vậy ạ? Bởi vì các bác làm gì có đơn hàng mà nhận ạ, đúng không ạ? Bởi vì là các bác tự chốt đơn cho mình. Bằng cách nào ạ? Bằng cách đủ tương tác với fanpage, bằng 3 lần chia sẻ sau mỗi lượt comment đặt mua hàng nhá. Linh hoàn toàn một hệ thống luôn, cam kết là chốt đơn hoàn toàn một hệ thống. Nên là mọi người ơi, hãy tự chốt đơn cho mình nhá. Đây là K3 nha mọi người, đây là K3 nhá. Giá 220k nhá, có 2 size SM tại livestream nha mọi người ơi. Rất là xinh, đây là dáng kết hợp với đai da này. Chia sẻ ở đâu cũng được nha, mình thương ra. Đây nè mọi
mọi người. Còn cái kiểu mặc suông nhá, hoặc là có thể bắp là mặc với váy ấy, thì đây, sơ bin cái phần này vào. Biết không ai ngời. Chia sẻ đâu cũng được nhá các bác, miễn là đủ 3 lần, các bác chia sẻ bất kỳ đâu cũng được ạ. Linh không áp đặt cái chuyện chia sẻ ạ, bởi vì thực ra là hệ thống đủ 3 lần chia sẻ thì là đã chốt hơn hàng các bác rồi, nên các bác có thể chia sẻ bất kỳ đâu, hoặc các bác lên tường bạn thân mình để chia sẻ cái livestream đấy cũng được. Mọi người ơi, K1 là 249 nhá. Vâng, chia sẻ bất kỳ đâu cũng được nha các bác, chia sẻ bất kỳ đâu cũng được ạ. Mọi người ơi, đây là K3 nhá, và giá của nó là 220 tại livestream đó. Mọi người show tay cho Linh này, tay chất van này. Đấy. Cái này mua nguyên giá 300 nhá. Cái này mua nguyên giá 300 nha mọi người, hãy là những người mua hàng thông thái nhá, đừng gặp ni nhá. Mọi người ơi, mặt em tròn quá nên đi tiêm thêm cằm. Bác ơi, bác đừng nhắn tin, K3 không chốt trên này đâu ạ. À. Mọi người ơi, bác đừng nhắn tin nhá. Mọi người ơi, K3. Mọi người ơi, em đang thấy rất là nhiều người nhắn tin đặt hàng và inbox với mọi người ạ. Thì có một chút vấn đề là như này ạ. Là mọi người mua hàng ở trong livestream thì sẽ không được trong Facebook thì sẽ không được sale là cái thứ nhất, và giờ này là đã hết giờ mọi người chốt đơn hàng trong livestream rồi, là cái thứ hai nha. Sao em thấy hôm nay em không được xinh vậy, hôm nào em cũng rất là xinh mà. Em lại đi tiêm thêm cằm. Bạn ỉn ơi, áo sơ mi trắng lúc đầu sale còn 249 nha. K1 mọi người không vào nhanh hết mất rồi. Mọi người okay, có đồng ý đợi hàng ơi. Mọi người K1 hết rồi nhá mọi người. Đây là K3 nhá, đây là K3 và giá của nó là 220 nhá. Mặc được 4 kiểu nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại. Em phải đẩy son là má hồng ấy các bác. Em thấy cái son là thành má hồng ấy rất là tiện, bởi vì sao ạ? Bởi vì má hồng ấy nó nhanh bay cực, em thấy nó nhanh bay dã man luôn ấy, nhưng cái son nó không bay. Ủa số đẹp quá, 68 hết đẹp rồi, 694 tăng rồi. K1 hết rồi mọi người ơi, đây là K3 nhá. Mọi người ơi, K5 và K10, Linh đã lên đến mã K5 và K10 đâu ạ? Đây nhá, Linh bắt đầu show cái mặt cho mọi người này. Đây nhá, cái kiểu đầu tiên này, đứng gần một chút. Kiểu đầu tiên nhá mọi người mặc như này nhá, thả xuông ra. Kiểu thứ hai này, sơ vin cái phần này vào. Áo nha bạn. Đấy. Nguyễn Trang, áo nhá. Để cái phần này ra nhá. Đấy, đây là kiểu thứ hai, kiểu thứ ba này. Sơ vin nào, vẫn như thế, cầm cái tà này, sơ vin nốt nào. Nhớ kéo lại cái cổ này nhá. Đây, để nó tạo ra cái phần áo như này. Đấy, cái kiểu thứ tư đây thì cái kiểu kết hợp với đai da đấy ạ. Mọi người ai lấy mã này comment K3 kèm số điện thoại nhá. K3 sale tại livestream là 220 và giá bán niêm yết tại cửa hàng là 300 nhá. Các bác nào nhiều tiền quá không biết để làm gì thì có thể mua với giá nguyên tại livestream cũng được ạ. Bác Đỗ Thủy ơi, bác comment cho Linh thêm số điện thoại nữa nhá. Đây nha mọi người ơi, rất là xinh luôn nhá. Mọi người ơi, nếu mà mua K3 thì hãy mua kèm một cái đai da, bởi vì em thấy là cái thiết kế của nó phối với cả đai da nó quá là tuyệt vời ấy mọi người ạ. Mà đai da nhà Linh bán rất là rẻ, chỉ có 150.000 thôi. Nên là mọi người ai lấy đai da thì comment cho Linh là đai da kèm số điện thoại nhá. Bạn Đỗ Ngọc Linh ơi, K1 hết hàng thì khoảng sang tuần về nhá. Chắc là sang tuần về đấy ạ. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K3 nhá. 10 giây cuối cùng. Ôi dạo này mình qua mẫu nhanh quá. Bởi vì thực ra là sao ạ? Hết hàng ạ. Các bác ơi, hệ thống inbox cũng khá là bị quá tải ấy. Thì với cả giờ này các bạn ấy cũng nghỉ mất rồi. Thì các bác có gì sáng mai với mình check inbox nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng để mọi người chốt mẫu này nhá. Bác Linh ăn gì eo đẹp thì không ăn gì ạ. Mọi người ơi, quần của Linh đang mặc thì chắc là sang tuần sẽ có nha mọi người ơi. Bác Thu ơi, bác Thu có đang coi livestream không ạ? Bỏ đây cho mọi người xem nhá. Đây. Mọi người ơi, mã này của Linh là K3 này. Linh bắt đầu đếm ngược 30 giây của mọi người chốt mẫu này nhá. Khi mà qua mã ấy ạ, mọi người luôn luôn lưu ý là một cái điều ở trong livestream của Linh, mặc dù là em biết là mọi người không thích điều đấy, nhưng mà
Tại vì sao là em lại làm thế ạ? Để cho các bác kiểu đỡ phân vân nhiều. Với cả nếu mà Linh dơ lại, Linh lại dơ lại rất là nhiều sản phẩm. Nên là Linh quyết định là khi mà qua mã không bao giờ lên lại thêm một lần nào nữa nhá. Cũng không nhận order luôn. Mà các bác đầu đếm ngược 30 giây nhá. 80 này. 29 này. 28. Không bình thường là lúc nãy em thấy bác Thông xem, nhưng mà bây giờ bác Thông sẽ bận thì bác quên. À. Bác xem. Ơ, em chào chị Thu Bùi ạ. ok bác Phương Nguyễn ơi, có gì thì các bác ơi, nếu mà ai mà không được chốt đơn của ngày live hôm đấy ấy, thì sau 6 giờ tối các bác inbox lại cho em nha. Chắc có thấy comment. Em thấy tất cả các bác nhá. Em cảm ơn bác Diễm Thùy Nguyễn. Mười giây cuối cùng nha mọi người. Tôi đây. Bác thua, hiện tại là em đã hẹn với mọi người là tuần sau sẽ có quần này ạ. À? Bác xem thế nào đi, nhưng mà em lỡ hẹn mất rồi. Bởi mọi người hỏi nhiều quá. Mọi người ơi, sẽ bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng, mọi người chốt K3 nhá. 10 giây cuối cùng cho mọi người một cái áo măng cổ trơn phối tay voan nhá, chất của Đài Giác siêu đẹp luôn. Bắt đầu đếm ngược 10 giây này. 10 9 8 7 6. Vâng, bác Thái Anh Nhân ơi, nếu mà bác không được chốt thì em sẽ chốt lên inbox, miễn là bác chia sẻ đủ 3 lần rồi nhá. Mọi người 5 giây cuối cùng nhá. 5 4 3 2 Chốt đi Vâng ạ. 2 rồi các bác không? 19 rồi. 1,9 này. Thôi hết nhá, đóng order rồi. Lỗi rồi. Các bác ơi, hôm qua em chia sẻ inbox. Các bác ơi, hệ thống inbox cũng khá là quá tải ấy, thì các bác đợi lần lượt em sẽ chốt. Nếu mà các bác có chia sẻ và đặt ở trên live thì em sẽ chốt cho các bác nếu mà không ai gọi nhá. Nhưng mà sau 6 giờ ạ, tại vì các bạn telesale làm việc giờ hành chính ấy thì các bác cứ đợi gọi nhá. Em biết vì sao hôm nay bác Thu không ra đây rồi. Chị xem quần em rồi. Đây mọi người ơi, quần này thì tuần sau sẽ có nha mọi người. Tuần sau không có thì mọi người múc cho bác Thu nhá. Linh sẽ lên mã này nha mọi người ơi, Linh sẽ lên mã này giá sale 249 nhá. Lắc. Ừ chị Nhi. Đây nha mọi người ơi, Linh sẽ lên mã này sale 249 nha mọi người. Ai thích mã này thì comment sẵn cho Linh là K4 kèm số điện thoại đi ạ. Mẫu này không có nhiều đâu ạ, bởi vì là mẫu váy rất là đẹp mà Linh bán rất là rẻ. Đố các bác K4 trong khoảng 15 người thôi, không chốt nhiều nha. Mọi người ơi, áo này là sale còn 220. Ôi trời ơi. Gì? Bác ơi, 249 mà bác. Ừ. Bác đã khởi xướng game. Bác Thu ơi, đây là 249 mà em thấy ghi ở đây là 249 rất là rõ ràng. Áo đang mặc còn nhá, chị Trần Kim Nguyệt. Nhầm giá. Mọi người đây là 299 nhá, sau đi mọi người nhá. Đây là 299 nhá. Nói lại một lần cuối, đây là 299 ạ. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Thực ra là mọi người hãy inbox cho bác Thu về sự nhầm lẫn này nhá. Đây nha mọi người, Linh sẽ lên mã này nhá. Ok. Mặc nhanh đi em. Cả nhà ơi. Áo mẫu đang mặc có size M nha bạn Nguyễn Hằng. Dưới 65kg ạ. Dưới 65kg. Áo bạn 10 vui, áo bạn ý mặc là 220, mã K3 nhá. Mã K3 size M ạ. Cả nhà chia sẻ đi để Linh lên một mã hot giá sale cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ đủ 3 lần và comment mã cộng số điện thoại sẽ là auto chốt đơn đấy ạ. Ôi các bác đã cào phím K4 rồi. Các bác ơi, K4 không có nhiều đâu ạ. Để em ghi một bình luận nha. Em ghi một bình luận cho các bác ạ. K4 380 sale còn 299. Quần đẹp thật. Bác Thu ơi, bác thấy chưa ạ?
Ý rất là thích bán những mẫu mà có rất là nhiều người hỏi nhá. Mọi người ơi, tuần sau sẽ có quần cho mọi người nha, thậm chí là ngày mai luôn mọi người ạ. Nên là nếu mà không có thì các bác nhớ inbox cho bác Thu nhá, Linh hoàn toàn vô tội ạ. Linh chỉ hứa thôi ạ. Đây là K4 nha mọi người, K4 được sale từ giá 380 nhá, xuống còn 299k tại livestream nha mọi người ơi. Mã này cực kỳ xinh luôn nhá mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm điện thoại nhá, thử kết hợp với đây ra xem nó như nào nha. Mọi người đang rất là nhiều người mua hàng mà quên chia sẻ đấy ạ, tự nghĩa là mọi người đang không được chốt hàng đấy ạ. Nên là mọi người hãy comment mã sản phẩm kèm điện thoại, sau đó đi chia sẻ cho Linh 3 lần nhá. Như vậy thì đơn hàng của mọi người mới được chốt nha mọi người, đừng quên điều đó nhá. Linh luôn luôn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong cuộc livestream, bởi vì sao ạ? Bởi vì em thấy là cái tình trạng mà các bác kiểu không nghe thấy với cả có thể là không biết hay là tưởng là Linh nói dối để câu view ấy thì thực sự là không phải đâu mọi người ơi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đấy là em cam đoan mọi người là chốt hàng hoàn toàn bằng hệ thống và chỉ chốt hàng cho những người đã đủ lượt tương tác nhá. Tức là những khách hàng chia sẻ livestream ạ, đủ 3 lần trên một sản phẩm thì mới được chốt hàng nha mọi người ơi. Mọi người đây là K4 nhá. Đây là K4 và giá tại livestream là 299k, giá là 380k, sale 299 nhá. Giá bán trên livestream Linh toàn hoàn toàn bán bằng giá tương tác nha mọi người. Mà Linh chỉ bán những cái sản phẩm, với cả có những cái sản phẩm mà đồ màu ấy thì Linh không có treo ở shop, bởi sao? Bởi nhìn nó rất là rối mắt. Chia sẻ ở đâu cũng được nha bạn Phạm Mai. Miễn là các bác chia sẻ để được mua hàng thôi ạ. À. Có nhiều bác qua shop. Xong rồi. Wow, sao đi đâu? Số mạng của tôi sức này yếu vậy. Bác Thu ơi, em muốn kiện cáo về cái wifi của em đây ạ. Đây nha mọi người ơi, đây nhá. Váy đây mọi người này cực kỳ xinh luôn nhá. Đây là K4 và giá của nó tại livestream là 299k, giá niêm yết tại cửa hàng là 380 nhá. Có phần phối tay gen và phối tay vân được cách điệu như này này. Rất là đẹp luôn, và cái phần vạt ấy ạ. Một bên là dài trên đầu gối, còn một bên là dài đến bắp chân nhá. Ai lấy mã này comment link K4 kèm điện thoại. Mọi người mua hàng ở trên livestream cực kỳ thông thái luôn đấy ạ. Bởi vì hàng trên livestream rẻ, nó gọi là rất là nhiều luôn ấy, kiểu là sale. Nhưng cái bé này là sale bao nhiêu phần trăm các? Ngang giá xỉ đấy. Ngang giá xỉ mọi người ạ. Bán hàng với giá tương tác mà, nên là không để ý lợi nhuận đâu. Không để ý lợi nhuận đâu. Nhiều bác 380 sale 300 gần 100.000 từ đâu. Lên em chốt giá thưởng các bạn. Tại sao mọi người hãy nhớ nhá, là mỗi lượt comment của mọi người ạ. Chỉ comment duy nhất một lần nó Linh, để tránh tình trạng trùng đơn. 65 ký mặc vừa. Cái này free size bác ơi, 65 ký mặc vừa nhá. Eo ơi, lên tầm các bác mặc. Ôi. Bán xe. Sao hôm nay mặt mình nó cứ bị thâm thâm mắt ấy nhỉ? Chúc các bác tối nay ngủ ngon nha. Má ơi, đã xấu còn làm dáng. Ok, thực ra là Linh thì cũng nhận luôn, Linh luôn luôn xấu mà, nhưng mà xấu mới phải tự tin. Xấu là không được làm dáng ạ. Mọi người ơi, Linh không gộp được đơn hàng của hôm qua với hôm nay nha mọi người. Bởi vì thực ra là đơn hàng hôm qua đã đi mất rồi ấy. Sorry mọi người nhá. Mọi người ơi, mỗi lượt comment của mọi người lưu ý là chỉ comment duy nhất một lần cho Linh nhá. Không can comment lần thứ hai nha mọi người, tránh cái trường hợp dồn đơn nhá. Mọi người chỉ cần comment một lần và chia sẻ 3 lần thôi là mọi người đã tự chốt đơn được mọi người rồi. Mọi người không phải để comment nhiều lần để cho Linh nhìn thấy làm gì đâu ạ. Mọi người ơi, trắng lệch vai thì Linh hết hàng rồi nhá. Ok, em cảm ơn các bác đã chia sẻ cho em nhá. Mọi người đây là K4 nhá. Và mọi người chốt hàng đi ạ. Linh sẽ đứng đây khoảng 2 phút để mọi người chốt hàng nhá. K4 sale từ 380 còn 299 tại livestream nhá mọi người ơi. Thắt với đây cho nó siêu phẩm luôn nha mọi người. Mọi người 10 giây cuối cùng phải chốt mã này nhá. 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi. 10. Chắc là em cũng không biết nữa. Cái đấy thì phải để xem sau các bác ạ. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng phải chốt mã này nhá. Lên bắt đầu đếm ngược nha mọi người. Cào phím K4 kèm số điện thoại đi ạ. Mọi người ơi, bắt đầu đếm này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Là sao ạ? Linh không hiểu comment của bác.
đặt chia sẻ bây giờ được. Ơ, bác chia sẻ đi, được giá khuyến mãi đấy ạ. Đai dao có bán lẻ bác ơi, nhưng mà một cái đai dao 150k ấy ạ, mà tiền ship đã 30k rồi thì em nghĩ là nên mua kèm thêm một cái áo. Đơn hàng hôm qua của em nhiều lắm, em chưa được chốt. Ok bạn Hoàng Thanh Vân nhá. Hoàng Thanh Vân ngày mai mình lên văn phòng mình sẽ chốt đơn cho bạn. Các bác mà đã đặt hàng, đã chia sẻ đầy đủ mà tức là các bác quên bận không nghe điện thoại được ấy, thì các bác có thể lên inbox cho em nhá. Tắt bớt một máy đi, nghe trùng ồn quá. Có bật máy nào đâu bác? Em có bật máy nào đâu ạ. Áo trắng lệch vai hết mất rồi. Áo trắng lệch vai hết mất rồi mọi người. Ok, Linh sẽ qua mã mới nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ qua mã mới này. Mọi người muốn xem thì mọi người comment cho Linh biết nhá. Em có thấy tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, mã này Linh hết nhá. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ đi để bạn Linh có động lực lên một mã sale cho mọi người. Hôm qua mình cũng có mà shop không trả lời. Bạn ơi, thì hiện tại cái hệ thống inbox của bên mình ấy nó quá tải nhiều quá ấy, thì các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ check lần lượt cho tất cả các bạn ạ. Mình sẽ giải quyết tất cả các kiện cáo của mọi người nhá. Mọi người Linh sẽ lên mã. Tiết da rắn có chưa chị? Bạn ơi, họa tiết da rắn hiện là đầu tuần là mình về ạ, đầu tuần là về rồi ạ. Hả? Ôi, sướng. Lấy váy báo. Nghiện luôn. Cảm ơn tất cả các bác nhé các bác. Các bác ơi, các bác chia sẻ đi ạ. Các bác chia sẻ để Linh lên một mã rất là mã sale, chưa bao giờ sale luôn ạ. Chị chia sẻ rồi. Em có nhìn thấy chị Hoan Phạm nha. À các bác ơi, chia sẻ đi để Linh lên một mã 199 nhé các bác. Chị like áo đi chị ơi. Ok, nay cũng có nhé. Ok các bác ơi, các bác mọi kiện cáo ngày mai em sẽ giải quyết cho các bác nha. Tại vì bây giờ em không ngồi máy tính nữa. Các bạn bên telesale sẽ đi làm giờ hành chính, thì trong giờ hành chính ấy các bác nhớ để ý điện thoại để các bạn ý gọi ạ. Mấy hôm trước có hai bạn gọi mình chốt đơn nhưng tới hôm nay vẫn chưa nhận được hàng. Bác ơi, để mai em kiểm tra đơn hàng cho bác nhá. Các bác nói chuyện duyên vậy. Bác Thanh Đào Linh lên một mã sale 199 cho mọi người nhá. Mọi người thấy quen không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Sản phẩm hot hit nhà em. Nó đẹp dã man luôn ý. K5 mọi người lưu ý nhá, mẫu này của Linh dưới 58kg mặc vừa thôi nhá. Mọi người cực kỳ lưu ý là dưới 58kg mặc vừa thôi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, ai lấy mã này thì comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá. K5 sale 199 tại livestream ngày hôm nay nhá. Sale từ giá 380 còn 199 nha mọi người. Đây là K5 nhá. K5 đặt lên nào mọi người ơi. Cái mã này nhà em về đâu hết đấy. Nếu như mà các bác hôm nay không mua thì ngày mai đã hết rồi ạ. Các bác ơi, K5 không mua lên em chốt nguyên giá nha, nguyên giá đấy. Mọi người ơi, K5 máy chốt nguyên giá 380 dáng chịu nha. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá, cực kỳ xinh luôn này. Nó là cái áo body nhưng mà nó rất là co giãn nhiều, nên là mọi người từ 40kg đến 58kg có thể mặc vừa nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment K5 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, quần Linh không bán, quần tuần sau mới có nhá. Hứa hẹn chứ thật. Quần tuần sau mới có nha mọi người. Lên váy quen chồng. Là sao ta? Chị biết cái váy đấy, váy mới mà. Đâu ạ? Không muốn lên đâu. Không có. Mọi người K5 comment nhanh nào, K5 kèm số điện thoại nhá. Đúng rồi, áo dáng ôm nha mọi người ơi. Bao nhiêu cân thì nó sẽ ôm mọi người nhá. Các bạn tặng lên điểm giá đây. Thôi bình thường rồi. Đây là K5 nha mọi người. Ui dù mạng lên điểm sao ấy các bác ơi. Ôi. Ôi mọi người ơi, mỗi lần nó bị mạng yếu là view của em tụt trầm trọng luôn đi. Bác ơi, em không đồng ý tình trạng mạng, mạng này làm sao nhỉ? Mọi người ơi, đây nhá, đây là K5 nhá. Rồi, mỗi lần mạng yếu là view của tôi làm sao kia. Có dáng nào 65kg không bạn ơi? Có bác ơi, lát nãy em sẽ lên một cái đầm cho 65kg nhá. Hầu như là đầm hay là váy áo nào thì em cũng giới hạn 65kg là mặc được nha các bác. Mọi người, đây là áo K5 nhá. Áo K5 này. Dạ. Đây là K5 nhá. Và giá của nó tại livestream là 199k. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k. Em cam đoan với các bác nhá.
Em cam đoan với các bác là cái áo này chất, về cả chất cả giá nhà em bao chất và bao giá toàn thị trường luôn các bác ơi. Nếu như mà nhà nào bán chất đẹp như em mà giá như em ấy ạ, các bác đến đây em để cho các bác hai cái. Chất của nhà em siêu đẹp luôn ý, nó đẹp dã man luôn ý, đẹp cực. Eo chất đẹp, đẹp dã man luôn ý. Ui đẹp quá. Các ba Linh không biết là cái nào ạ? Sao mà? Mọi người ơi, ok, bởi vì cái áo này thì là Linh sale rất là rẻ, như kiểu là một lời tri ân đến cho các bác ấy. Cảm ơn tất cả khách hàng của nhà Chat, khách hàng mới cũng được, khách hàng cũ, nên là mọi người hãy cố gắng nhé, hãy cố gắng để dành cái lời cảm ơn của nhà Chat. Bởi vì sao ạ? Đã là lời cảm ơn thì cực kỳ là chất lượng nha mọi người ơi. Không có sai bác ơi, mẫu này của Linh là 58kg vừa thôi ạ. Mọi người ơi, quần của Linh đang mặc tuần sau sẽ có nhá. Các ba, tối qua Linh cũng không nhớ đâu bác ơi. Hôm trước cũng về chế vai dáng rộng. Ơ các bạn ạ. Linh cũng hôm trước cũng dáng chế vai mà. Đúng rồi mọi người ơi, dáng chế vai hôm trước không liên quan đến dáng chế vai hôm nay nhá. Chế vai hôm trước là kiểu dáng chế vai trơn ý. Alo. Đợi em một tí để em bảo Linh bé đón nha, em đang đi làm sân lai một. Lấy chị ạ. À lấy áo chị ơi. Mọi người ai lấy áo thì nhớ là comment cho Linh theo cú pháp là mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Mọi người bảo lấy áo chị ơi là Linh không biết mã nào đâu, bởi vì Linh chốt đơn một hệ thống ấy, thì mọi người khi mà comment như thế thì sẽ không được chốt hàng nữa ạ. Mọi người hãy nhớ là Linh sẽ để cho mọi người 2 phút cuối cùng để chốt đơn nhá mọi người. Bởi vì can năm này thì Linh cũng vừa mới về hàng một ít để vừa trả khách vừa lên mã. Các bác ơi, các bác không chốt can năm mày, em chốt nguyên giá nha. Em chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi, các bác đừng mắng em. Chị hay bị mắng lắm. Nghe nào cũng bị mắng, tại sao chị không được chốt? À chị không được giảm giá, tại vì chị không mua trên like. Các bác không mua trên like thì các bác có làm sao được giảm giá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã mua hàng ủng hộ Chat nhá. Cảm ơn tất cả những cái khách hàng mà đã ủng hộ Chat ngày hôm nay. Và em cũng biết là cái con đường mà bác ủng hộ Chat ngày hôm nay là như nào ạ. Em đoán xem có đúng nhá, là các bác đầu tiên là mua một sản phẩm của nhà Chat, sau đó là bị kiện mất phong cách của nhà Chat luôn, đúng không ạ? Em cam đoan trường hợp này có rất là nhiều người. Và ai đang ở trong cái trường hợp này thì comment đấy cho Linh biết nhá. Mua một sản phẩm sau đó từ đó là chỉ mặc đồ nhà Chat thôi. Mã áo trắng là K1 nha bạn. Nhưng mà hết hàng rồi. K5 là 199k mọi người. K5 sale từ 380 còn 199 nhá. Nhớ đâu các bác, hôm nay chốt mà mai không nghe máy thì nhớ đâu lại. Bác Huyền Hồ ơi, bác comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá, bởi vì Linh chốt đơn bằng hệ thống ấy, nên là bác comment như thế thì Linh sẽ không biết được là mã nào. Và cả đơn hàng của các bác không được chốt ạ. Đúng rồi đấy. Linh hiện tại thì không có mẫu giày nào mới các bác. Có mẫu giày nào mới thì Linh sẽ lên luôn cho mọi người nhá. Mọi người ơi, bác Huyền Hồ comment là K5 kèm số điện thoại trên cùng một dòng của Linh nha. Mọi người, mẫu này của Linh 58 kỳ vẫn mặc bình thường nhá mọi người. Sơ vi mặc thì siêu đẹp luôn mọi người ạ. Tới đây tớ bị nghiện đồ nhà Chat. Các bác ạ, bởi vì thực sự là cái định hình phong cách của nhà Chat nó cực kỳ là độc luôn. Tức là nó kiểu bị gây nghiện đấy các bác ạ. Mặc đồ nhà Chat là chỉ thích mặc phong cách nhà Chat thôi. Không thích mặc phong cách gì nữa cả, mà kiểu từ bỏ bánh bèo diêm dúa luôn ấy. Mèo có đồ nam mới buồn chứ. Bác thôi, bác có ở đấy không? Mua về tặng vợ nào? Bác ơi. Áo này free size mọi người, 58kg vừa nhá, bởi vì có sẵn nhiều. Toàn mua đồ trực tiếp, chưa mua live bao giờ, không biết bao giờ mà có sale đồ trực tiếp. À bác ơi, sắp có một chương trình sale đồ trực tiếp đấy ạ, đó là chương trình khai trương cơ sở bên Cầu Giấy. Ok mọi người ơi, sau 9 giờ sáng ngày mai thì sẽ có người trả lời inbox nha các bác, còn hiện tại thì bây giờ không có ai ạ. Các bác cứ từ từ, em sẽ check từ từ ạ. Các bác ơi, quần này tuần sau mới có. Đây nha mọi người ơi. Bạn mẫu bao nhiêu ký vậy? Bạn mẫu 47kg và 1m60 ạ. Mọi người ai lấy mã này comment nó link K3. À nhầm, sorry mọi người, K5 kèm số điện thoại nhá. Ok, Linh đếm ngược 30 giây cuối cùng để mọi người xuất K5 nhá, để Linh qua mẫu ạ. Bởi vì đang có rất là nhiều người đang đợi. Mọi người bắt đầu đếm ngược này. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này, 22 này, 21 này, 20 này, 19 này. Mọi người không comment nhanh ấy là Linh sẽ qua mẫu và không bao giờ lên lại ấy nhá. Áo này sẽ được chốt vào 2-3 ngày nữa thì Linh mới lên lại để sale, hoặc là nếu mà hết hàng vào ngày mai các bác có thể đợi đến 1 tuần nữa nhá.
K5 kèm sẵn hài cho mọi người. 10 giây cuối cùng nhá. Bí mật. Ok, đến mức 10 giây cuối cùng nha mọi người ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, lên con mãi nào. Ok, con báo kia hết rồi ạ. Đang trả để xem ạ. Tối nào cũng hóng like, giờ về Cầu Giấy nữa thì gây nghiện. Các bác ơi, bác Thu đang xem đó. Các bác có ai ủng hộ cơ sở Cầu Giấy chấm một chấm cho em xem với. À, các bạn ơi, các bạn chia sẻ và cào phím sẵn đi nha. Linh đang chuẩn bị lên một mẫu váy. Linh đang chuẩn bị lên 2 tà 1 bét. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ đi ạ, để Linh lên một mẫu váy, chuẩn bị lên một mẫu váy sale với giá cực kỳ yêu thương đấy cả nhà ạ. Ok, bạn Thỏ Điên này. À, bác Nấm Seco ơi, quần thì là của bạn Mẫu ấy. Áo K5 vừa rồi vẫn còn nhá, cả nhà có muốn chốt, cả nhà có chốt thì comment nhanh lên ạ, không là kết thúc live thì không có giá đấy nữa đâu ạ. Cửa hàng mấy giờ mở cửa? Bác Lô Nam Mai ơi, cửa hàng bên mình 9 giờ nhá. 9 giờ mở cửa ạ. Khi nào vào Sài Gòn lại si chat ơi. Các bác ơi, em sẽ cố thuyết phục bác Thu đưa si chat toàn quốc nhá. Có vẻ bác Thu là một cái hệ thống siêu lớn cách hay nhà một cửa hàng. Có vẻ áo da không xốp. Cái này thì mình cũng không biết được. Ừ, đúng rồi, năm nay bác Thu phải là áo da thôi các bác ạ. Bác Thu bảo là sợ nợ hàng lắm. Em có cái áo ra để bác làm rồi. Bây giờ có ở Cầu Giấy, cơ sở mình bây giờ đi xa quá. Các bác ơi, chuẩn bị rồi, sắp rồi. Các bác chia sẻ và giới thiệu si chat mạnh mẽ lên để bác Thu có tiền mở Cầu Giấy. Bây giờ mới có cơ sở ở Hải Phòng. Có áo màu trắng. Nó tay dài đấy. Mọi người, Linh chuẩn bị lên một mã siêu phẩm cho mọi người nhá. Cái này có sai. Ôi, con ruồi này. Khổ sư nó. SM size M à? Mọi người lên lên một siêu phẩm nhá. Cái váy này mà có 4 kiểu và em đảm bảo với các bác nhá. Để mà được cái váy này được sale rất là khó luôn nên mọi người ơi. Nếu như mà ai đang coi livestream đến giờ phút này và Linh chuẩn bị lên một mã chưa bao giờ sale ấy thì mọi người ơi, thực ra là cái váy này Linh mới sale một lần thôi và đây là lần thứ hai. Nói thật cho mọi người biết luôn. Mọi người cào phím sẵn là K6 đi ạ. À. K6 sẽ được sale từ giá 380k nhá. 380k xuống còn 320 mọi người ơi. Rồi. Ok chưa nào? Đây. Xuất hiện luôn. Mọi người ơi, cái váy này nhá. Cả năm còn nhá, bé Susu. Mọi người nhìn một cái váy, bác Hiếu mình em ơi. Mọi người nhìn một cái váy đơn giản như này thì mọi người đoán là năm kiểu mặc của nó sẽ như nào ạ? Ok, 4 kiểu sao đây mọi người? K6 đúng không? Cho mọi người nhá. Đây nhá. Kiểu thứ nhất mọi người để xuông này cho Linh nhá. Để bình thường thôi. Kiểu thứ hai này, mọi người cầm hai tà van buộc vào nhau. Để nó trở thành một cái dáng váy giống kiểu dáng váy rúm bụng của nhà Sitchat đi. Đây nhá. Đây. Rúm eo này. Đây nha mọi người ơi. Đây nhá, nó trở thành một cái váy giống váy rúm eo nhà Sitchat nhá. Đây là K6 nha mọi người ơi. Và cân nặng tối đa vừa cho em mẫu này là 65kg nha. Ai lấy mã này comment là K6 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. K6 nhá. Sale từ 380 còn 320, có 2 size SM nha mọi người ơi. Có váy báo chưa ạ? Váy báo thì chưa có nha mọi người. Mọi người ơi, đầm này của Linh ý là có 2 size SM. Cân nặng tối đa vừa mẫu này cho em là 65kg nha mọi người. Đây là K6 nhá, ai lấy K6 comment K6 kèm số điện thoại ạ. Em chưa mấy khoe mà. Đây nha mọi người, Linh sẽ mặc sang cái dáng tiếp theo. Mọi người ơi, bắt chéo hai tà buộc với nhau nhá. Hai tà buộc với nhau để nó sẽ tạo thành một cái dáng tini ạ. Mọi người ơi đây nhá. Mọi người đợi chờ một chút. Đây mọi người cầm hai cái tà này, vắt chéo ra. Đấy, vừa nãy Linh buộc nhầm. Thì nó sẽ tạo thành một cái dáng tini ấy. Nên là ai lấy mã này comment K6 kèm số điện thoại. Nên một cái váy được sale từ 380 xuống còn 320. Một cái váy 320k có thể mặc 4 kiểu các bác ơi.
hãy là những người tiêu dùng thông thái nhá. Hãy mua những sản phẩm chất lượng cao và giá rẻ mọi người. Đừng mua sản phẩm chất lượng kém nhá. Mọi người, đây là đồ thiết kế đấy mọi người ạ. Đồ thiết kế by thương hiệu C-Chat mọi người ạ. Chất vô cùng đẹp, vải vô cùng đẹp, kiểu dáng cũng vô cùng đẹp luôn. Và làm sao nữa ạ? Và được bán với giá cực kỳ rẻ nhá. Mọi người ơi, với 320.000 ý ạ, mọi người mua được một cái gì ạ? Mọi người mua được một cái áo Quảng Châu hay là một cái hàng Quảng Châu đúng không ạ? Hay là được hàng hay là hàng chợ Ninh Hiệp, cái đấy thì mình không thể biết được bởi vì thị trường bây giờ là có rất nhiều thứ. Nhưng mà các bác muốn với cái số tiền đấy, các bác muốn với cái số tiền đấy các bác mua được một cái sản phẩm ý ạ, mà có hàng chục, hàng nghìn mẫu, hàng trăm, hàng nghìn mẫu, hàng chục nghìn mẫu luôn ý ạ. Hay là các bác muốn mua một mẫu mà nó chỉ có vài chục mẫu trên thị trường bởi vì nó là by C-Chat. Nhà C-Chat thì không bao giờ sản xuất sản phẩm tràn lan nha mọi người. Tức là sao ạ? Tức là khi mà mình đi ra đường, mình mặc một cái váy đi ra đường ý ạ, chỉ có mình mặc thôi, không bị đụng hàng, cái kiểu như là đi ra đường ý. Các bác có biết cái cảm giác ức chế, bực bội khi mà mình kiểu vừa xinh đẹp đi ra đường xong cái thấy một đứa mặc giống hết, ôi dồi ôi, vào nhà thay quần áo luôn. Mọi người ơi, mẫu này của Linh có 2 size nhá. Có 2 size từ 40kg đến 65kg vừa nha mọi người ơi. Đây là K6 nha mọi người, thiết kế cổ đẹp quá. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đây là K6 nha mọi người, comment nhanh theo cú pháp K6 kèm số điện thoại nhá. K6 duy nhất livestream ngày hôm nay ạ. Duy nhất livestream ngày hôm nay được sale xuống với giá là 320 mọi người, bình thường là 380 nhá. Giá đấy ạ, không được bán ở đâu cả đâu ạ. Không được bán tại bất kỳ hệ thống nào ngoài hệ thống livestream của nhà C-Chat nhá. Nên mọi người ơi, muốn săn đồ rẻ lại còn đẹp, hãy coi livestream của C-Chat mỗi tối vào khung giờ 9:30 đến 12 giờ nha mọi người. Ok, đây là K6 nha mọi người, đây là K6 nhá. Đây là K6, ai lấy K6 comment K6 kèm số điện thoại Linh nhá. Và mọi người hãy lưu ý là hãy tự chốt đơn hàng cho mình bằng cách nào? Bằng cách mọi người hãy chia sẻ livestream 3 lần nhá. Chia sẻ livestream 3 lần để chốt, tự chốt đơn cho mình. Ba Thu ơi, giờ sao bác lại bảo tối đấy. Ok, mọi người chốt nhanh nha. Mình vừa lên thiên cái gì nhá. Mẫu đầm này đẹp mà mọi người gọi đây đi. Đây nhá mọi người. Ok chưa nào? Mẫu này là K6 và được sale từ 380 xuống còn 320k nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại. Ok, bắt đầu 1 phút cuối cùng để mọi người chốt mã này nhá. Mọi người lưu ý là cái điều đặc biệt ở trong livestream của Linh là gì ạ? Là không bao giờ lên lại một sản phẩm 2 lần trên một livestream nhá. Size S hay size M đều dài giống nhau nha mọi người ơi. Nó chỉ khác nhau về bề ngang thôi mọi người ạ. Nó đều là dài. Linh là 1m6 nhá. Linh là 1m6 là dài trên đầu gối nha mọi người. Ok, bắt đầu đếm ngược nhá. Đếm ngược 60 giây cho Linh ạ. Hết 60 giây là không chốt hàng nha mọi người ơi. Cảm ơn tất cả những người đã chấm tương tác và chia sẻ livestream cho Linh nhá. Thank you everybody. Everybody. Mọi người ơi, bên hiện tại tương tác livestream là 501 nhá. Mọi người ơi, nếu mà lên 600 người thì Linh sẽ bắt đầu tặng váy, tặng áo nhá mọi người. Tặng lung tung lên. Chơi mini game à? Chơi mini game luôn. Nhưng mà với điều kiện phải trên 600 người xem nhá. Mọi người ơi, chia sẻ đi để chơi mini game nào. Ai muốn nhận váy áo Fori không ạ? Chia sẻ đi để tăng view, xong rồi Linh sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi nha. Mọi người ơi, 1 phút cuối cùng để đặt váy K6 nhá. Ai lấy K6 comment K6 kèm số điện thoại nếu mà ai không tận dụng cái thời cơ may mắn của mình ạ. Nếu như mà các bác đang ngồi ở đây đang coi livestream này và thấy mẫu này bán với giá sale mà các bác không mua, em đảm bảo đấy là một sự hối hận cho các bác. Bởi vì sao? Bởi vì váy này ạ, có thể là sau hôm nay thôi là đã không còn hàng để mua nữa rồi ấy. Là nếu mà các bác đang coi livestream này thấy mẫu này hãy comment theo cú pháp là K6 kèm số điện thoại nhá. Ok, 30 giây cuối cùng mọi người chốt mẫu này nha. 30 giây cuối cùng mọi người chốt mẫu này nhá. Mọi người chốt hàng nhá, để người ta chọn mẫu để livestream. Ơ sao cái zoom Trần Chỉ vẫn còn ở đây à? Ơ sao zoom Trần Chỉ vẫn còn ở đây à? Zoom Trần Chỉ à? Đây này. Ừ, vẫn còn. Em thử trước sao hết rồi mà. Phải làm thêm à? Các bác không nghe máy. Các bác vui tính ha. 7-6 ghế thì không vừa bác nhá. Ok mọi người ơi, có thể là do đường chiến mạng này rất là yếu bởi vì Linh liên tục bị ao. Giày Linh là giày Fila mọi người ơi, mọi người hãy đến cửa hàng giày bán đồ giày để mua giày Fila nha. Bạn Duyên Nguyên ơi, có áo Kazian mỏng nha. Mọi người ơi, rất
Mẫu tiếp theo nhá. Mẫu tiếp theo là Linh sẽ lên váy tini nhá. Váy 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 này cũng mặc được rất là nhiều kiểu này. Nhà sĩ chắc rất là trọng dụng những cái mẫu thiết kế mà nó K6 bác nhá, K6 hồi 36. Có nhiều kiểu mà. Mẫu K6 nhá mọi người, K6 nhá, K6 ạ. Mọi người ơi, mẫu này hôm nay được sale bao nhiêu ạ? Mọi người ơi, mẫu này nhá, em đảm bảo mọi người chưa từng bao giờ được sale luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Mọi người em mặc cái váy này các bác mê luôn. Dạo này thì Linh hay có những cái livestream để sale những cái đồ best seller các bác ạ. Những cái đồ mọi người sẽ không bao giờ ngờ nó được sale. Đến em đi ạ, em làm mẫu đi ạ, em còn cảm bất ngờ khi mà đồ đấy sale luôn. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy cào phím sẵn đi nhá. Linh lên sâu cái chất váy này cho mọi người, thì mọi người mê luôn. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ đi, chia sẻ để cho Linh sâu mẫu váy mà chưa bao giờ được sale. Mẫu váy kinh điển của Si Chat. Mọi người ơi, mọi người, mặc dù là Linh like có hơi tốn tiền mọi người một tí, nhưng mà đừng ghét em nhá. Thấy bạn Hồ Linh Linh nha. Các bác ơi, các bác chia sẻ đi, chia sẻ cho Linh nào. Tâm sự mỏng một tí, các bác có vấn đề gì cần kiện cáo, các bác cứ inbox nha. Inbox em sẽ check dần dần ạ. Bạn Quỳnh Giao ơi, bạn chia sẻ nhá, mọi người chia sẻ đi ạ, để bạn Linh lên một mẫu tini kinh điển của nhà Si Chat nhá. Mẫu cực kỳ hot luôn đấy ạ. Và trên inbox em chốt nguyên giá mẫu này 380.000, nhưng ở đây bạn Linh sẽ lên thấy bạn Bảo Uyên Nguyễn nha. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ cho Linh nha. Mình comment nãy giờ không thấy trả lời. Em đang trả lời comment của bác đây mà. Các bác có tâm sự mỏng gì các bác nhắn cho em nha. À thấy bạn Nguyễn Thanh Thư nha. Các bác ơi, các bác chia sẻ đi ạ. Kiện shop không thiết kế đồ nam. Cái này em sẽ bác thôi, em lên mẫu này nhá. Ủa xinh thế, ở đâu ấy? Em không biết luôn, thấy chiều kia kìa. Ủa bác thôi, em lên mẫu này nhá. Ui, kéo đẹp vai trưởng luôn đi. Bác thôi, cho mình bác thôi có đang qua live stream không ạ? Em lên mẫu này nhá. Sốt thấy bạn Phú Du nha, thấy bạn Phú Du. Khuyên tai bạn mua đâu đó. Khuyên tai mua của Linh mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình theo dõi xem trước. Cảm ơn tất cả mọi người nha, cả nhà đang chia sẻ. Lên các bác chia sẻ đi để công bố em giá này, một em tini kinh điển giá sốc ạ. Mọi người ơi, bác Thu đâu nhỉ? Mọi người ơi, váy của Linh đang mặc đây, mọi người đợi Linh mặc xong thì Linh sẽ lên giá nhá, và lên mã để mọi người chốt nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phải mặc xong thì mới lộ toàn được vẻ đẹp của em nó. Bây giờ nói ra mọi người không chú ý, phải để hồi hộp, phải để gai chân. Nhưng mà hình như mọi người biết rồi mà. Mặc được rất là nhiều kiểu các bác ơi đây nhá. Kiểu thứ nhất này các bác mặc suông bình thường cho Linh này. Kiểu thứ hai là gì ạ? Các bác hãy buộc vào để cho nó thành một cái áo kiểu rúm eo nhá. Thấy bạn Y Thảo Danh nhá. Mọi người ơi, đây là mã K7 nhá. Đây là... chắc là bị lóa rồi. Nào, K7. Đây là K7 nhá mọi người. Chị ấn nó chuyển. Mọi người, đây là K7 nhá. Đây là K7 và giá của nó sale tại livestream là còn 320.000 nha mọi người ơi. Cái mã này ạ, cùng lắm em chỉ bán đến 350 rồi, chưa bao giờ em sale đến 320 cả. Nên là các bác ơi, hãy là những người tiêu dùng thông thái săn hàng tại livestream với giá siêu rẻ nha mọi người. Và đấy là kiểu mặt thứ hai nha mọi người, đấy là kiểu mặt thứ hai, kiểu mặt thứ ba đây ạ. Mọi người cầm hai tà vạt này, xắn ra hai bên nó lên. Nó sẽ, nó là cái đầm tini tay hoa, à đúng rồi, nó là cái đầm tini tay hoa đấy mọi người ạ. Rất là xinh luôn. Đây nhá, đây. Mặc sang dáng tini này mọi người, đây là dáng thứ ba nhá. Đây là dáng thứ ba nha mọi người ơi, và dáng cuối cùng của chúng ta này. Mọi người ơi, đây là K7 nhá, Linh có ghi một bình luận về thông tin sản phẩm đấy ạ. Em cảm ơn bác Hoàng Thanh Vân nhá. Thương bác, đây là kiểu mặt thứ ba nha mọi người ơi, cầm hai tà dây nhá. Buộc về đằng sau thì nó sẽ, xong rồi các bác chỉnh nó sẽ thành một cái váy có vặn, có hai vặn đổ ở cạnh hai bên, nói chung là có quá nhiều kiểu mặt luôn ạ. Nhà sẽ rất là trọng dụng mấy cái thiết kế mà có nhiều cửa mặc cho các bác nhá. Bởi vì là kiểu muốn như là các bác cảm giác là mình với cái số tiền đó ấy, đang mua được nhiều sản phẩm ý. Đấy. Đây là K7 nha mọi người, không mua cực kỳ phí nhá. Linh chốt cho đúng 20 người nha mọi người. Dạ vâng vâng. Bác Thu ơi, cái áo gì đây ạ? Bác Thu ơi, em lên áo này nhá.
mắt thôi. Không biết có hàng hay không ấy. Ôi sao mẫu đẹp thế này. Không, em sẽ lên. Nhưng đẹp thật. 6-7 cân mặc được nha bạn Kim Nhung. 6-7 ký vẫn mặc được đấy ạ. Mẫu này là có đai ấy, mọi người chỉnh, điều chỉnh đai được ấy. Còn size M nha bạn Quỳnh Giao. Các bác ơi, các bác chốt K7 đi, không lên inbox em chốt nguyên giá đấy. Mọi người ơi, mẫu này nhá, là K7 nha mọi người, sale tại livestream là còn 320 nhá. Ai lấy mã này comment link K7 kèm số điện thoại nha mọi người, không mua cực kỳ tiếc nhá. Và mọi người luôn luôn lưu ý cho Linh này, mọi người hãy tự chốt đơn hàng của mọi người nhá. Áo body 220. Bằng cách nào nhá? Được lên đấy. Áo body 220. Linh chuẩn bị lên một vẽ siêu phẩm cho mọi người. Đây nha mọi người ơi. Linh chuẩn bị lên một cái cực kỳ đẹp luôn. Ồ Linh, kiểu như thế nó treo ở kia ấy, tóm luôn. Ơ sao lại được treo ở đấy nhở? Hình như bác Thu muốn thử thách mình sao ấy. Đây nha mọi người, K7 kèm sẵn thoại nhá. Tôi thích cái áo đó của Linh ạ. Ôi em thấy nó đẹp dã man ý. Tí nữa em lên áo thì các bác ạ. Mất luôn. Siêu phẩm trong ngày hôm nay, mọi người hãy nhớ nhá. Là mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ với Linh nhá. Để làm gì ạ? Để tự mình chốt đơn cho mình nhá mọi người. Bởi vì Linh không hề can thiệp đến cái việc mà mọi người chốt đơn hàng hay không. Mọi người comment ở đây 3 lần sau đó đi chia sẻ. À, comment ở đây 1 lần gồm mã sản phẩm và số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần là mọi người đang tự chốt đơn cho mọi người đấy ạ. Bởi vì Linh chốt đơn bằng hệ thống nhá mọi người. Còn đây là dáng tini nhá. Dưới 65kg nhá. Dưới 65kg. Dưới 65kg vừa mã này nhá mọi người ơi. Mã này chất siêu đẹp luôn. Đẹp từ tay đến cổ đến cái dây buộc luôn. Đấy, xoắn vào thì nó sẽ thành một cái dáng rúm bụng. Nhưng mà nếu mà các bác buộc sang dáng này thì các bác nhớ là phải buộc như này nhá. Bác Thái Hà ơi, bên mình cho xem hàng trước khi nhận nhá. Được xem hàng trước khi nhận ạ. Tại vì Sinchat rất là tự tin về chất của nhà Sinchat luôn. Các bác kiểm tra hàng thoải mái ạ. Các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Cảm thấy như là chất không đẹp hay là form dáng kiểu dáng không đúng những gì Linh lên ở trên livestream này, các bác đuổi shipper về luôn, không lấy hàng luôn cho Linh nhá. Bởi vì sao? Em quá tự tin về chất nhà em luôn. Nếu mà chất nhà em là xấu ấy, thì không chất nào là đẹp luôn. Em dám khẳng định điều đó. Có bởi ship. Vì nhà Sinchat ấy ạ, luôn luôn đặt hai tiêu chí hàng đầu, các bác biết là gì không ạ? Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng nha mọi người. Nên là mọi người ơi, hãy gắn kết với Sinchat để chúng ta tạo nên được tình yêu đẹp. Có ship qua Mỹ không? Các bác phải mua nhiều hàng ấy ạ, kiểu đi để là Linh kiểu tà lừa và tiền ấy đắp vào người để tà lừa ông nào mà kiểu giám đốc sân bay này thì Linh sẽ ship vào đi các bác nha mọi người nha. Mọi người đây là K7 nhá. Đây là K7 và giá của nó tại livestream là còn sale còn 320 mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K7 kèm số điện thoại nhá. Sau đó thì sẽ lên cho các bác một áo siêu phẩm. Ôi, bản mẫu K7 yêu nặng ra nhiều rồi. Linh cao 1m60 nặng 47kg mọi người ơi. Linh cao 1m47 nặng 60kg mọi người ơi. Ship qua Đài Loan chủ số. Các bác ơi, những bác ở xa ấy thì các bác hay nhờ người nhà nhận hộ mà. Em toàn lên đơn cho người nhà các bác nhận hộ ấy. Thế các bác mua một thể đi, mua một thể đi xong rồi có bác mua từ K1 cho đến K10 kiểu chẳng hạn vậy. Chị đáng yêu ghê gớm luôn ấy. Thế xong nhờ người nhà nhận hộ cho nó đỡ tốn công. K7 free size mọi người, K7 65kg vừa cho Linh nhá. Linh đảm bảo mọi người là 65kg vừa mẫu này nha mọi người ơi. Mặc được 4 kiểu đúng không ạ? Ok chưa? Mặc được 4 kiểu nha mọi người. Thấy chưa? Hôm trước mua em 380 đấy. Đấy. Em chỉ đóng vai đã quỷ. Mọi người không kiện cáo nhá, bởi vì sao ạ? Bởi vì Linh mở cái livestream này ra để bán với giá tương tác nên là mọi người ơi, nếu mà có ai mà đã lỡ mua cái váy này trước khi mà được sale ấy, thì mọi người hãy thông cảm với Linh nhá. Đấy mọi người, Linh luôn luôn sale được cái mẫu cực kỳ hot nhà em mà bán cực kỳ chạy luôn. Không phải là hàng sale bán trên livestream với giá rẻ là hàng lởm đâu các bác ơi. Không bao giờ. Vâng, đa Linh không số bao giờ làm điều đó. Đa số sản phẩm nhà Sinchat đều dưới 65kg đều mặc được nhá. Vòng 2 của Linh có năm mấy đấy mọi người. Mọi người hỏi ăn gì đâu về thế thì em xin trả lời là không ăn gì ạ. Đã nói không xem live Sinchat nữa, không bỏ được. Các bác định không xem live của Sinchat nữa, các bạn từ bỏ em. Mọi người ơi, 30 giây cuối cùng để mọi người chốt K7 nữa, bởi vì em cũng không muốn nợ hàng. Còn 320k, sale từ 380k còn 320k nha mọi người ơi. Và cân nặng tối đa vừa mã này là 65kg nhá. Ai lấy mã này comment K7 kèm số điện thoại. Bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng để mọi người chốt đơn nhá. 30 này, 29 này, 28 này. Đấy, sau mỗi lần mặc lác lại không đọc được comment của mọi người. 25 này, 24 này, 23 này. Ôi đếm mỏi mồm quá.
Đặt, đặt rồi qua shop lấy hai cái thì không được thử nha bác ơi. Không được thử nha. Cả nhà ơi, chốt K7 nhanh lên nha. Không lên em bán nguyên giá đó. Nguyên giá 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14.